Xong đứa em thì bảo mẹ yêu anh hơn, à, bây còn giờ anh thì bảo mẹ yêu em hơn. Bây giờ yêu đứa lớn hơn vì đứa lớn nhà to hơn à? Hả? Thế rồi mẹ trả lời đi. Xin chào các mọi người, chào mọi người đã quay trở lại cả Dinology. Và hôm nay thì mình đang ở trong bếp của mình. Và nói trước với các bạn là hôm nay mình sẽ nấu một món mà mình đã từng nấu rồi, nên không có gì mới lạ hết. Nhưng có một điểm mới lạ nhất ngày hôm nay, đó chính là hôm nay sẽ có người nấu cùng mình. Và người nấu cùng mình là người đầu tiên xuất hiện ở trên kênh, mà đáng ra sẽ phải nên xuất hiện, không phải đầu tiên trên kênh, mà lần đầu tiên nấu với mình ở trên kênh, mà đáng ra là nên nấu với mình nhiều hơn. Thì hôm nay xin chào mừng đây nhanh lên mẹ, đây mẹ mình. Đây là người mình nhắc rất là nhiều ở trong những cái clip của mình, nào là nói xấu có rồi nói tốt có, và đây hôm nay đã xuất hiện ở đây. Và hôm nay mẹ mình đến nhà mình để nấu ăn cùng mình, từ nhà bác mình qua đây. Và mẹ mình đã lạc ở trong chung cư của mình mọi người ạ. Trời đất ơi, ai đời có thể đi lạc ở trong chung cư được không? Nhà mình ở một block, mẹ mình lên một block khác ở trên tầng cao, hỏi làm cách nào mà đi từ cái tầng đó đi sang block nhà mình ở trên tầng cao đấy. Và mình bảo cái này thì con chịu, không thể trả lời được. Xong rồi đi sang đúng block của mình rồi mà vẫn lên nhầm tầng và phải đi thang thoát hiểm mới leo được lên đến đây. Và bây giờ mẹ cảm thấy sao sau khi đi lạc ở trong chung cư? Cũng hơi sợ. Đấy, sợ đi lạc ở trong chung cư mọi người ạ. Lần đầu tiên mình thấy một người đi lạc ở trong chung cư. Thôi hôm nay, thôi không trêu mẹ nữa. Bây giờ thì hôm nay sẽ nấu ăn. Và thể theo yêu cầu của mẹ là hôm nay mình hỏi mẹ mình là mẹ muốn nấu món gì mà mẹ tự tin nhất, thì hôm nay thì mẹ sẽ nấu. Còn mình thì mình sẽ nói, mình sẽ không làm gì hết. Hôm nay con sẽ không làm gì cả, đơn giản là mẹ làm thôi. Thì hôm nay mẹ nấu món gì? Mẹ sẽ nấu món bún thang. Ok, thì bây giờ nấu bún thang. Về cơ bản là con đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu hết rồi. Về mẹ cần gì thì con sẽ lấy đồ cho mẹ và mẹ nói xem mẹ nấu như thế nào để cho mọi người cùng xem. Mọi người xem Dinology rất là lâu rồi, đã xem con nấu rất là nhiều lần rồi và nghe con kể về cách mẹ nấu cũng rất là nhiều lần rồi, nhưng mà chưa thấy mẹ nấu bao giờ. Nên là hôm nay mẹ hãy nấu làm sao để không xấu hổ nha. Bởi vì là kỳ vọng của mọi người về mẹ nấu rất là nhiều, nên là không tự làm mình xấu hổ nha. Ok, bây giờ mẹ cần gì? Đầu tiên là cần gì nào? Đầu tiên là luộc gà. Luộc gà, đây hôm nay con mua con gà này. Thì mẹ kiểm định chất lượng đi, để trong lúc đấy con hứng nước. Được rồi. Sao? Chất lượng như thế này là được rồi. Chất lượng như này được rồi là mẹ nhìn vào đâu mẹ bảo được rồi. Con gà mà nó có cái gai lên này này là thường là gà người ta nuôi là sạch. Bởi vì là con mua con gà này là của một chị con quen ở chợ Tân Sơn Nhất. Chị tên là chị Hường Gà Ta. Mình đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Và chị bán gà rất là ngon, và hôm nay là mua một con gà mái đúng không? Ừ. Chất lượng cho xem mẹ xem mỡ miếc. Chân đen xì này thì là ok không ok? Nói chung là chân gà vàng này vẫn thích hơn. Tại sao chân gà đen này lại không thích vàng? Thì người ta có câu là gà trắng chân chì môi chi giống ấy. Cái gì? Gà trắng chân chì môi chi? Mua chi giống đấy. Mua chi giống đấy, có nghĩa là không mua chân gà đen. Ừ. Ôi dồi ôi, đấy. Mình đã hay kiểu nói chữ và hay nói kiểu những cái thứ khó hiểu với mẹ mình. Nên thực ra là mình học từ mẹ mình hết nói những cái thứ rất khó hiểu mọi người ạ. Cái gì mọi người hãy kiểm tra cái câu gì? Cái gì? Gà đen chân trắng mẹ mắng cũng mua. Gà đen chân trắng mẹ mắng cũng mua. Còn cái gì? Gà chi? Trắng chân chì mua chi giống ấy. Gà trắng chân chì mua chi giống ấy rồi, ok. Đây gần đấy nước đủ chưa ạ? Rồi. Đủ chưa? Rồi. Bây giờ đỏ thảo nước lạnh hay nước sôi mới thả? Nước lạnh cũng được, nhưng mà tốt nhất là thả vào nước lạnh thì tốt hơn. Thả vào nước lạnh, nước sôi, mẹ chốt đi. Mẹ thả nước lạnh. Ok, con sẽ cho vào cái bếp nhỏ nhất đúng không? Bởi vì luộc gà cũng luộc chậm thôi, không cần phải bếp quá nhanh hay quá. Làm bây giờ có 3 bếp, to, trung và nhỏ. Mẹ chọn bếp nào đun nước nhanh? To. To, oh, ok. Đây, to. Đun nhanh hay đun chậm nào? Từ 1 đến 9. Bây giờ đun nhanh đi, xong rồi bắt đầu sôi cái thì bắt đầu đun chậm. Ok, mẹ thả vào đi nào. Nào, cẩn thận nước rớt ra bếp để con lau bếp nào. Đây còn có cái tiết và... Không, cho mẹ một củ gừng và mấy củ hành. Ok, hôm nay mình sẽ làm phụ bếp mọi người ạ. Một củ gừng, mấy củ hành ngay đây. Con có cả hành đây này, hành tím và hành tây. Hành tây này là con không chắc con cắt ra một nửa để xào thịt bò và nó hơi khô thì có dùng được không? Thớt đâu? Thớt, đây. Về cơ bản là sẽ phải chỉ cho mẹ cách dùng đồ bếp ở trong cái nhà này. Đây là nhà này sẽ dùng bếp rất là bự, thớt cực bự như này. Sau đó là sẽ kiếm một cái thớt... Củ gừng này có vẻ hơi nhỏ đấy con. Hơi nhỏ hả? Ừ. Đây là cái thớt con thái đồ sống. Đây để con lấy con dao tốt hơn, con dao đấy là con dao để gọt vỏ hành thôi. Đây. Cho mẹ củ gừng ít đường nữa đi, hơi bị ít. Đây, gừng đây. Là cho muối vào lúc luộc không mẹ? Có chứ. Cho muối lúc luộc. Cho một xíu nữa, xíu muối. Muối đây, một xíu từng này. Ừ, hơi nhiều, hơi ít nhiều hơn. À? Ít hơn, từng này.
Ok, mình sẽ cho vào nồi. Với cả là mẹ bảo là mẹ đập gừng thì con đưa cho mẹ con dao khác, mẹ đập con dao đấy cong hết cả dao của con. Thì à? Đây, đây là dao đập thì nó sẽ phải to như thế này. Đấy, không phải bếp nhà mình nó là như thế đấy. Nhưng mà cứ hỏi cái gì ở đây cái gì cũng có. Đây, hành tím cho vào, người này đủ chưa hay nữa? Thêm mấy củ nữa đi cho nó thơm. Ok. Đây, hành của con rất bé. Hành mini. Đây, hành Lý Sơn. Thực ra thì nếu mà rửa sạch vỏ thì con toàn cho cả hành cả vỏ vào cũng được ấy. Thì cái vỏ hành nó cũng thơm. Chứ nếu mà dính đất thì mình mới cần phải rửa. Và bây giờ thì mình đang luộc gà. Luộc gà có đậy nắp không mẹ? Có, khi nào sôi thì mới. Đây, khi nào sôi thì mình sẽ mở nắp ra. Còn bộ tiết và cái bộ lò bộ mề. Bao giờ sôi thì mới cho vào. Ok. Bây giờ tiếp theo làm gì ạ? Ngâm nấm hương đi. Ngâm nấm hương. Nấm hương. Nước ấm hay nước lạnh? Bởi vì nước là ấm trước con ngâm nước ấm nhưng mọi người bảo là ngâm nước lạnh thì nó sẽ không bị mất mùi nấm hương, nó lâu hơn nhưng nó không bị mất mùi, còn ngâm nước ấm nó sẽ bị ra mất mùi. Thì bây giờ ok thì cứ nghe mọi người đi. Đây, đây là nước rửa, còn đây là nước lọc. Nước lọc thì mình đồ ăn mình sẽ dùng nước lọc, còn rửa ví dụ rửa rau kiểu thì mình dùng nước này thôi. Nhưng mà nếu mà đồ để nấu nướng thì con sẽ dùng nước lọc. Ngâm tôm đi con. Hôm nay mình thấy rất là nhàn mọi người ạ. Ngâm tôm, ngâm mực đi. Ngâm tôm. Hôm nay đây. Đây à, con định nấu cái này mực à? À, con lấy ra thôi thì mẹ muốn dùng bao nhiêu? Con mua là con mua cái loại mực nhỏ là mực rẻ để nấu nước, còn đúng mực rồi, to. Để lấy nước, lấy mùi thôi. Này lấy hai con thôi. Lấy hai con. Ok, cho mẹ cứ để đấy đi rồi con từ tính. Đây tôm. Tôm này là mua ở trong đợt dịch, mua của một chị ở trong chung cư. Nhìn. Ngâm một ít thôi. Đấy. Rất là ngon, tôm này ngon. Đỏ nhìn, không chịu nhìn đấy. Lúc nào cũng không chịu nhìn. Đây nhìn thấy ngon chưa? Đây. Tôm này ngon chưa? Tôm này đảm bảo. Ôi, đây, đây. Mẹ lấy cái nào? Rồi. Bao nhiêu tôm mẹ cho lấy cho đây. Mẹ cái đũa đi không tay ẩm đây. Nó mốc. Đây. Hôm nay nấu ăn nhàn quá mọi người ạ. Thế mẹ tự tin mẹ nấu bún thang bao nhiêu năm rồi? Mình tự tin ngon không? Ui. Nấu thế này thì hỏi làm sao mà không ngon. Ngần này tôm cho vào toàn tôm xịn. Đấy, tiếc, mình tiếc rồi. Ăn mà còn tiếc. Chả tiếc gì cả đâu. Nhưng mà bình thường mẹ cho nhiều tôm vậy hả? Con nói thật thì con không biết. Thì bình thường con cho phải cái này một... tôm, cái này chứ 50 gram chứ bao nhiêu. Bình thường là con cho khoảng chục con thôi, bởi vì con sợ cái mùi quá. Nó bị hải sản quá. Không. À, thì hóa ra là mùi nó rất hải sản như thế. Bún thang phải có mùi tôm thì là đặc trưng. Còn bình thường ấy là con mua con mực to, con chỉ lấy cái dâu cho con nấu thôi. Nhưng mà thế thì hơi tốn. Đúng rồi. Thì mua con mực nhỏ này thì như tính ra rẻ hơn. Đúng rồi. Mình chỉ cần lấy nước thôi mà. Ok, có sẵn tương ớt, con cũng có tương ớt xịn nhà làm rồi. Tương ớt này khi nào ăn, thường người ta ăn ớt quả nhiều hơn. Ăn ớt quả hay ăn tương ớt? Ăn ớt quả. Có mắm tôm ngon luôn. Ừ. Ok, thế bây giờ tiếp gì đây mẹ mình làm. Không để chống chương trình. Ok, bây giờ là hành mùi mang ra, hành với dăm. Chết rồi, rau dăm hả? Quên rồi. Xuống siêu thị mua có không? Ok, bây giờ sẽ phải điều sự trợ giúp đi mua rau. Trứng có chưa? Trứng có rồi, đây con có rất nhiều trứng. Nhưng mà hôm nay con không mua được cái... Không mua được củ cải khô gì? Không, có củ cải khô mua được nhưng mà nó là cái củ ở trong Sài Gòn. Mọi người dùng cái củ cải này này. Cái củ cải muối sợi này này. Ui, mặn lắm nhỉ? Cái này mặn thì phải ngâm nước trước. Không khỏi bắt. Cần đi. Không, cái này bắt ra được. Bởi vì là cái củ cải mà ở ngoài Hà Nội là cái củ cải ca la thầu đúng không? Ừ, lấy cái cho mẹ một cái bát như thế này nữa. Sao bây giờ củ cải nó có ngâm, ngâm nước không? Ngâm nước để cho nó đỡ mặn. Ngâm nước nha. Nếu mà mặn thì phải ngâm rồi. Rồi đấy. Nói chung là cứ đòi hỏi là phải giống. Nhưng mà cái củ cải mà đúng thì nó như nào? Nó là củ cải khô xong rồi nó không có muối gì hết. Xong rồi mình ngâm ngâm cho nó nở ra. Người ta không muối luôn hả mày? Không. Người ta chỉ bị bào ra xong người ta phơi khô thôi. Lần này đủ chứ mẹ ơi. Mặn không? Rất mặn. Cái này rất mặn. Mặn à? Cái này phải ngâm và vắt đi. Nhưng mà cái cách ăn ở trong này nó ở đây cũng... là muối này. Đúng rồi, thì bây giờ phải ngâm mặn vào bát. Mặn lắm luôn ấy. Mẹ ngâm mẹ bát lại rửa đi cho con. Nhưng rồi. Mà con định làm mấy bát? Hôm nay có con, có mẹ ăn, có mấy bé ekip của con. Thì là 4, chị Mai là 5 người. Cho thêm ít nữa vào đây. Ít nữa. Ừ. Xong bây giờ mẹ đang tiện lên kể chuyện xem là mẹ thấy, mẹ kể xem hồi lỡ là không sao đâu bởi vì con cũng cất đi cũng không làm được gì. Hồi bé con có phải người nấu ăn ok không? Không hề. Không hề hả? Hồi bé nha. Mẹ kể thế nào, kể xấu hay kể tốt nào? Thì con hay nói xấu mẹ trên video lắm, bây giờ mẹ xem mẹ nói xấu được gì con trên video xem nào. À, Vũ ngày xưa lúc học lớp 1, mẹ đang mang bầu em. Thế là mệt quá mới nhờ Vũ là
Ui, mẹ đang làm rau ngót rồi, Vũ đi ra Vũ rửa rau ngót cho mẹ đi. Xong rồi Vũ quay lại, mẹ ơi mẹ hôm nay con đã rửa rau ngót rồi, rửa rất sạch. Không nấu không mà nấu không? Không, con rửa rất sạch, mà con rửa bằng xà phòng thơm mẹ ạ. Hồi đấy, mình, theo trí nhớ của mình là hồi đấy con dùng cái bánh xà phòng cam may. Như đúng, bánh xà phòng cam may rửa tay. Con rửa rau ngót, mà cái rau ngót mình biết là cái rau ngót rất là bám mùi xà phòng. Lúc đấy là còn nấu lên thành canh chưa hay là chỉ là mới rửa thôi? Không, rửa rau ngót thì làm sao mà nấu rửa xà phòng rồi thì ai dám nấu nữa. Thế đấy, theo trí nhớ gọi là con còn nấu lên thành canh rồi cơ. Hóa ra là còn mình vẫn chưa đến cái bước đấy nên là con nên về cơ bản là mình cũng không có gì xấu hổ hết. Nếu mà nấu lên thành canh mà nên bắt canh rồi thì cái chuyện đấy nó mới kinh. Còn chuyện gì nữa không nhở? Nói chung là về sau mẹ rất phải, mẹ phải ngâm một lúc để cho nó ra xong mẹ mới bắt. Sau rất nhiều lần kiểu như là rửa rau ngót bằng xà phòng thơm ấy thì là dần dần bạn ấy cũng đã biết rang cơm với trứng. Và món cơm rang có khi là món ngon nhất mà con đã từng làm ở nhà. Đúng không? Thế hả? Với cả món mì tôm nấu với cà chua, với xúc xích. Thế mì tôm thì là mình công nhận. Còn cơm rang thì ngày xưa cơ bản là mình cũng bởi vì cơm rang theo con nhớ là bố làm sẽ ngon hơn. Để bố làm cơm rang sẽ rất là kiểu nhiều thứ ngồi. Bởi vì ngày xưa ấy là Vũ rất hay đòi ăn đêm. Mẹ thì không muốn cho Vũ ăn đêm vì là không tốt cho sức khỏe. Thế mẹ bảo là nếu mà con muốn ăn đêm thì con phải tự nấu. Thế là dần dần Vũ muốn ăn đêm Vũ phải tự nấu và Vũ biết nấu ăn. Đấy, là như thế. Mọi người nghe hợp lý chưa? Mẹ không muốn cho ăn đêm vì không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà muốn ăn đêm thì tự nấu. Nên là rốt cuộc là vẫn được ăn đêm đúng không? Nên là không, khi mà mình tự nấu thì sẽ lười hơn và cái chuyện ăn đêm nó sẽ không thường xuyên. Còn nhớ một chuyện ngày xưa mà kiểu hồi mà nhắc đến chuyện nấu ăn. Ngày xưa là mình rất hay bị mắc lỗi là ngày xưa bố mẹ hay đi vắng. Và hay để ở nhà một mình với con lớn. Em thì được bà ngoại trông. Thì hay ở nhà một mình. Và mẹ buổi nhà mình thì rất là chăm cúng rằm vào mùng 1. Nên là lúc nào mẹ cũng sẽ mua đồ rằm vào mùng 1 trước. Xong có một lần, thế là mẹ mua bánh kẹo gì đấy về. Xong rồi thế là lỡ ăn bánh kẹo cúng. Xong rồi bị mắng, thế là rất sợ. Là về từ sau không bao giờ dám đụng đến cái gì mà mẹ mua về mà chưa hỏi, không bao giờ dám đụng hết, đúng không? Đúng rồi. Đấy. Nhà mình ấy là nguyên tắc là đồ cúng ấy là không bao giờ được ăn trước. Đấy chưa? Thế là thành ra một cái thói quen về sau của con ấy là con rất đồ cẩn thận. Đồ thắp hương là không bao giờ được phép ăn trước hết. Đến bây giờ mình vẫn ám ảnh mọi người ạ, có nghĩa là bây giờ mình rất cẩn thận đồ người ta để trên bàn. Không bao giờ mình dám ăn, kể cả là ở chỗ công cộng hay gì cũng không bao giờ dám ăn. Lúc nào phải hỏi là xem đồ có được ăn hay không, bởi vì là ám ảnh hồi bé ở nhà. Hồi đấy ăn hộp bánh gì xong về bị mắng gần chết. Sợ. Tại vì là bao giờ rồi, không phải tại mẹ nhưng mà đấy là kể chuyện hồi bé thôi. Thế lúc nào mẹ thấy là con bắt đầu nấu ăn được? Ê, nước sôi rồi mẹ. Nước sôi con hạ nhiệt đi. Có cần lật con gà lại không? Bởi vì nửa trên của nó đang bị... Đúng rồi, hở thì hang, lật chứ. Hở hang, không có gì che đậy. Lật lại đâu. Nên mẹ lật chưa? Đi. Đấy, rồi. Cho mía ít bột ngọt vào đây chưa? Chưa. Thì mẹ cho bột ngọt hả? Cho gia vị rồi đúng không? À, cho muối rồi, giờ cho tí bột ngọt vào đây. Vào trong này mọi người, bạn con ấy rất hay... Cho mẹ mượn cái môi để hớt bọt. Đấy, có đấy. Thì bạn con rất hay bảo là ăn bột ngọt thì bị say mì chính rồi các thứ. Thì mẹ thấy sao về chuyện này? Nói chung là bột ngọt thì người Việt mình cũng ăn rất là lâu đời rồi. Nhưng mà cái này bây giờ như thế thì cũng hạn chế ăn, không nên ăn nhiều thôi. Mà con thấy là những cái món mà bún phở có nước mà thật đúng sự... Đúng rồi, mà không có mì chính hay là bột ngọt thì nó cũng kém ngon á. Bởi vì là cái nước của nó sẽ rất có thể cân được các vị khác ấy. Nhưng mà cái độ mềm và cái độ mượt mà của đồ ăn. Nhưng bây giờ người ta hay nấu bằng bột cải thảo ấy, rất là ngon. Con có một cái khác để thay thế bột ngọt là cái này. Mẹ biết cái này không? Đây là cái nước cốt gà. Nước cốt gà. Cái này thì người ta in nước hầm xương. Nước hầm xương gà, người ta cứ in ở trên này là tiếng Nhật. Nhưng mà con hỏi bạn con ở Nhật thì nó bảo đây là gia vị đồ Trung Quốc. Đúng rồi. Là đồ Trung Quốc, là nhà hàng Trung Quốc ở Nhật rất hay dùng chứ không phải là gia vị Nhật. Nhưng mà sắp tới thì thằng Vinh nó về thì con cũng đang cố gắng nhờ nó mua gia vị Nhật xem nó như thế nào. Không, bây giờ nó có cái bột trắng trắng như cái bột cải thảo của Đài Loan ấy, nấu ngon. Cải thảo của Đài Loan nó. Cho một thìa được chưa mẹ? Thế thôi. Ok rồi. Chế. Ôi quên mất, hôm trước mẹ tới nhà, lần đầu tiên mẹ tới nhà thì không quay lại. Nhưng mà sao bây giờ? Nhiệt này được chưa? Nhiệt số này là số 7. Có 9 số tất cả, bây giờ để số 7 được chưa? Mẹ thấy ok không? Trên thang từ 0 tới 9. Được, chị 7 được chưa hay là thêm? Để số 6 đi. Số 6, ok, rồi xong. Giờ sôi rồi thì mình cho lòng mềm vào.
Đây, hỏi chuyện này. Hôm trước mẹ vào đây thì sau khi con làm nhà phải được gần 1 năm thì mẹ mới vào đây. Thì sao mẹ thấy nhà sao? Ok chưa? Nói thật lòng là chê gì chê luôn này. Chê luôn này, chê không, đi. Mẹ thấy con thế là giỏi rồi. Đấy. Lần đầu xây nhà thế là có camera vậy, cái thấy chưa, có camera nên là rất là lịch sự, xong rồi phải lần đầu xây nhà thế là giỏi rồi. Mọi người đọc được, mẹ mọi người đọc được cái suy nghĩ không thấy không? Thôi bây giờ chê thì chê luôn này, hay chê lắm, mẹ mình hay chê cực mọi người. Không, thôi không nào, chê thì chê luôn nào. Không chê, chỉ cái khen thôi. Con cả rất là con cả mới hay bị rất chê, rất là đảm đang. Con dài, con út đấy, con út mới được hay khen. Không. Ngày xưa bị da re kinh cực. Ôi, nói thế là sai rồi đấy nhá. Trời ơi, ngày xưa mới suốt ngày bị da re. Không da re gì cả, rất công bằng. Mẹ người tin không? Ê, bây giờ mẹ nói công bằng, mẹ... Công bằng là... Công bằng mẹ yêu đứa nào hơn, bây giờ mẹ trả lời thế nào? Đây, bao nhiêu người... Hai anh em yêu bằng nhau. Mọi người tin cái hai anh em yêu bằng nhau không? Không ai tin, không bao giờ tin cái câu là hai anh em yêu bằng nhau hết. Ôi, thì ngày xưa mẹ có bầu con xong rồi... À, có bầu em đi xong mẹ bảo chứ mình yêu cái thằng lớn như thế này, không hiểu mình đẻ thằng thứ hai mình có yêu nó được như thằng lớn không. Xong cuối cùng là kết quả lại là yêu nhiều hơn mọi người ạ. Cũng khi em bé thì cũng có thể bởi vì nó bé hơn, nhưng mà khi lớn thì sẽ có rất là công bằng. Xong bây giờ khi lớn thấy à làm con thì bao giờ cũng xong đứa em thì bảo mẹ yêu anh hơn, còn thằng anh thì bảo mẹ yêu em hơn. Bây giờ yêu đứa lớn hơn vì đứa lớn nhà to hơn à? Hả? Thế rồi mẹ trả lời thế sao? Sao? Hỏi khó ấy. Hỏi khó. Nhà to hơn nhiều hơn đúng không? Cũng có thể một phần bởi vì là anh rất là nỗ lực cố gắng. Rồi. Cho mẹ cái rửa bát đi, mẹ nấu là mẹ cứ phải rửa ngay. À đây đây đây. Vừa gỗ này đâu. Bây giờ, à có một lời đồn. Đậy đậy vung vào đi con. Đây. Có một lời đồn ở trên mạng. Người ta bảo rằng là con, là cái gì là con làm nhà như thế này. Là bố mẹ cho tiền hết, cho hết sạch, có phải làm cái gì đâu. Nào bây giờ chị trả lời. Đây là sự thật nhá. Là sự thật xem nào. Mẹ trả cho bạn ấy đồng nào hết. Đấy, đấy, đấy thấy chưa, bây giờ mọi bạn người đồn. Bạn ấy tự lập hết ý, xong rồi mà có ý bảo cho bạn tiền mà con không cần đấy. Con tiền của con dùng con thấy tự hào hơn. Nhưng mà con thấy lời đồn ở trên mạng, con không biết là mẹ tung tin đồn hay ai tin đồn mà bảo là con xin mẹ tiền hết. Mẹ có kênh nào đâu được mẹ giúp. Nhưng mà bây giờ con cũng muốn xin tiếp, xin để đỡ phải làm việc ngay này, làm việc mệt quá. Cho đi. Đây cho gì rồi? Cho gì à? Cho gì, lâu lắm không xin gì rồi. Lâu lắm không xin gì thật. Bây giờ lại làm khó nhau đấy. Không, nhiều khi về xin đều, về xin đều cái thì thấy thất thích. Kiểu xin đều kiểu mẹ cho, này cho cái kia, thấy thích. Nhưng mà thật sự là... Nhưng mà thực sự ấy, quà của mẹ bây giờ là hình như là... Bụ không thích nữa đâu. Đâu, thích chứ. Bởi vì mọi người biết mỗi lần về Hà Nội hay về Tết ấy là lúc nào cũng nhồi vào vali của mình. Nào là giò, là chả. Xong rồi kinh ơi là kinh, có những lần nhồi cả mắm tôm rồi kiểu giò chả xong về quần áo ướt nhẹp. Trong vali toàn giò và chả và thịt các thứ. Nhồi rất nhiều. Có hôm có lần về xong nhồi cho cả mấy cân nhót. Xong vào nó nát. Nát hơi là nát. Đấy, nhưng mà tại xin như thế thì thích. Nhưng mà bảo bây giờ xin tiền mẹ không thấy thích nữa. Xin tiền mẹ bây giờ thấy kiểu thôi mẹ cầm tiền mẹ tiêu cho sướng. Thực ra khi nào con làm bố thì con sẽ hiểu được lòng của cha mẹ. Khi các con ấy nó đã trưởng thành rồi ấy, nó không còn phụ thuộc vào mình nữa ấy, thì tất cả tình yêu của con cái mẹ gửi vào chỉ qua những bữa ăn thôi, hoặc những cái hành động chăm sóc. Ôi, như là giặt giũ quần áo thôi. Hiểu khổ quá, giải thích còn... nhiều quá. Chứ còn cũng không biết thể hiện hơn nữa, bởi vì là các anh bây giờ còn khả năng còn hơn cả bố mẹ rồi, đâm ra là rồi, biết chỉ rồi. Có gửi gắm tình yêu vào bữa ăn và những cái sự chăm rồi, sóc thôi. Hiểu, nhưng mà phải quan trọng là cái quan trọng nhất mà mẹ để lại cho con ấy, đó chính là hồi bé rất là nghiêm khắc, việc gì cũng bắt làm, từ lau nhà, rửa bát, dọn nhà, dọn bàn thờ đấy. Phải nói là ngày xưa mình phải dọn bàn thờ mọi người ạ, này một tháng 2 lần đúng không, rằm vào mùng 1 thay hoa thay nước khắp trái cây lau bàn thờ đúng không. Đấy, nên là được gì biết làm, nên là có một cái điểm mà mình thấy rất là tự hào khi mà mình sống tự lập ấy, là mình quản lý một cái nhà rất ok. Nói là mình biết là
việc gì sắp xếp là nó phải như thế nào, lau nhà, dọn nhà, những cái công việc ở trong một cái nhà nó như thế nào là mình nắm rất là rõ. Đây, 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 cái này là di sản của người này đây. Dạy rất dễ, đấy, mẹ công nhận đúng không? Ừ. Bây giờ mẹ thấy mẹ chiều thắng Út hơn không? Bây giờ nó có biết làm cái việc này không? À. Đấy, bây giờ đấy, bằng chứng là chiều hơn đấy. Bạn đấy vẫn phải rửa bát. Nhưng mà bây giờ quả đấy mà ra mà sống tự lập là cũng không biết nhiều hay ngon đúng không? Thì giống không? Chỉ kéo hơn một chút nhưng đấy, mà rồi thời gian cũng sẽ... Đấy mà bảo không chiều. Nếu mà không chiều bây giờ lớn rồi không tị đâu. Chỉ kể ra thôi, không tị. Chắc chắn không tị. Không tị tí nào hết. Thì bạn phải nỗ lực hơn thôi. Rồi, ok, bây giờ tôm đã ngâm, mực đã ngâm, nấm đã ngâm, củ cải cũng đã ngâm. Bây giờ đánh trứng không? Mẹ. Có chứ, cho ăn trứng đi. Đây, cho mẹ một cái thố. Trứng mấy quả? Trứng 5 quả đi. Ok. Trứng ngày xưa mẹ nhớ là kiểu nhằm... Có cô đúng không? Cô dạy ngày xưa là nhà cô bán bún thang rất nổi tiếng ở Hàng Than. Là dạy là phải pha rượu trắng vào lúc mà đánh trứng đúng không? Một chút rượu trắng. Đây mẹ cứ cho vào cái bát to đi tí nữa. Một chút rượu trắng thì cái trứng nó sẽ mỏng hơn. Ừ. Thì bây giờ mẹ muốn tráng trứng chảo to chảo bé. Chảo chống dính ấy con. Có cái chảo gang thì tốt. Gang hả? Gang, chảo gang của con nó không chống dính đến thế bởi vì là con chưa tôi. À. Thôi cứ trồng chảo chống dính đi. À, mẹ mình qua nhà bác thế là bây giờ học được chiêu là dùng chảo gang và không dùng chảo chống dính nữa. Nói chung là về mọi người lớn ấy thì rất thích quan tâm đến sức khỏe và chảo chống dính là một trong những cái mà mọi người không muốn dùng. Mọi người chỉ dùng chảo gang và tôi một cách tự nhiên. Tuy nhiên thật sự là dùng chảo gang thì nó hơi khó. Với những kỹ năng mà nấu nướng chưa được kiểu quá nhuần nhuyễn thì dùng chảo chống dính sẽ vẫn dễ hơn nhiều. Đúng không? Ừ, đúng rồi. Thôi bây giờ đây, đánh cái này con cho muối không mẹ? Hay là bột canh? Muối hay bột canh? Đưa mẹ cho. Để con lấy rượu nhá. Tí xíu thôi, không cần nhiều đâu con. Ôi, chết rồi mẹ ơi, con hết rượu rồi. Hết rượu cũng được, mẹ làm được. Con hết rượu thật rồi. Thôi không cần đâu, rượu cho nó khô nhanh thôi. À đây, vodka. Đây, vodka nhà mình luôn. Ừ. Đây, vodka nhà mình. Đấy, nhà Sushka. Mình nhập. Nhà mình nhập khẩu. Đấy, hồi bé, kể câu chuyện về vodka đi. Mẹ. Tên là vodka. Ừ. À, kể đi. Hồi bé là bạn Vũ là sinh ra ở Nga. Rồi và sao? Khi mà bố mẹ phải đi làm ấy thì là phải gửi ông bà người Nga trông từ lúc 2 tháng. Rồi sao? Xong hồi đấy chiều nào mẹ đi làm 4-50 cây về mẹ cũng phải vào để bế Vũ. Cuối tuần thì đón Vũ về. Xong mẹ... sao? Mẹ kể dài quá. Mày mọi người thấy mình nói chuyện dài đúng không? Mình nói chuyện nó dài hơn mình. Kể đi, mẹ cứ kể đi. Cho mẹ tí nước mắm vào đây. Mẹ cứ kể đi. Thế sau người bạn ấy còn bị dị ứng. Đầu bạn ấy nở toác à. Phải bôi các loại thuốc rồi đi chiếu tia tím. Rồi thế sao? Là... Nhưng mà bạn ở nhà ông bà... Người Nga. Người Nga thì ông bà người Nga đặt tên cho bạn là bạn Vodka. Vodka bởi vì là tên... Vodka. Vodka chứ không phải vodka. Ừ, vodka. Ui, hôm nay mình có một sự thật mới mà mình trước giờ mình cứ tưởng nhầm. Thế tại sao lại là vodka? Tên để người ta đặt theo tiếng tên của Nga để cho người ta dễ gọi. Chứ bây giờ người ta hỏi là Vũ thì... Người ta khó phát âm. Khó phát âm. Bởi vì là người Nga thì người ta không phát âm được tiếng Việt như mình. Đúng rồi. Ngày xưa mình cứ tưởng là mình là tên là vodka cơ. Hóa ra mình tên là vodka là cái gì không biết. Ừ. Không biết luôn. Sao bây giờ mẹ kể xấu rất nhiều rồi, bây giờ mẹ kể xem có gì tốt nào, có gì tốt đẹp không? Tốt ý thì là rất là chăm học. Chăm học đúng không? Chăm học. Và khi mà sinh nhật năm học lớp 3 ấy, bố mẹ hỏi là thế năm nay con thích quà sinh nhật là cái gì? Bạn Vũ bảo chứ, mẹ ơi, bố ơi, mua cho con kim từ điển với cả bách khoa toàn thư. Thế hồi đấy mới có 7-8 tuổi. Thì hồi đấy là mình thực ra là cô... Thế sẽ... xong rồi cả nhà bảo, ôi thôi chưa rồi, khéo lại thành nhà khoa học mất thôi. Nhưng mà thực ra không thể trở thành nhà khoa học. Cuối cùng bây giờ lại thành là... Thì cũng nói chuyện về khoa học linh tinh ở trên mạng thôi chứ không thành nhà khoa học được. Nhưng mà câu chuyện là hồi đấy mới có 7-8 tuổi và đòi mua... Cho mẹ tí nước mắm ở đây. Con cho rồi mà. Cho rồi ạ. Vâng. Và mình mua, đòi mua... Dầu ăn. Bách khoa toàn thư ấy là bởi vì hồi đấy là đọc rất thích nghiên cứu và rất thích sáng tạo chế biến nọ cái nọ sang cái kia. Hồi đấy là đọc Doraemon, thế là mọi thấy Doraemon có quyển bách khoa toàn thư cũng hay.
Và thực ra thì mình cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi Doraemon ấy. Mỗi tuần khi từ lớp 1 đi học thứ 6 là cứ hàng tuần là thứ 6 ra Doraemon, là ngày thứ 6 là phải mua một cuốn Doraemon. Và hiện tại nhà mình bây giờ còn có khoảng hơn 200 cuốn Doraemon mẹ vẫn giữ và để ở trên gác. Nhưng mẹ mình lừa mình mọi người ạ. Ngày xưa mình có một bà chị họ ở nước ngoài, và hồi đấy là mình sưu tầm được phải đến mấy chục quyển Doraemon. Xong rồi chị muốn có quyển Doraemon, xong rồi mẹ mình cho lừa mẹ mình thế giới à? Bảo là cho chị mượn đi, xong rồi về sau chị gửi. Và mọi người biết bây giờ là 20 mấy năm, gần 30 năm mà vẫn chưa thấy chị gửi lại, trả lại chuyện Doraemon bao giờ hết. Mẹ lừa con đúng không? Sao nhớ lâu thế, mẹ không nhớ chuyện đấy luôn. Mẹ bảo là cứ đưa chuyện đấy, mẹ gửi sang Nga cho chị, xong rồi chị sẽ trả lại. Xong rồi đến bây giờ chờ gần 30 năm rồi vẫn chưa thấy được trả Doraemon mọi người ạ. Ôi, vì cái bạn, vì cái chị họ của Vũ ấy. Đây, cái bác. Ôi, ngày xưa yêu nhau lắm. Và đã từng nói rằng là lớn lên em không lấy ai, em chỉ lấy chị thôi. Khiếp, chuyện trẻ con làm kể là kinh quá. Ai, chuyện này không tính nhá mọi người. Hồi đấy là mình có mấy tuổi đấy. Rồi, ok, bây giờ mẹ sẽ tráng dầu lên đúng không? Ok, hôm nay mọi người thông cảm, hai mẹ con mình nấu ăn với nhau thì sẽ rất là nhiều chuyện. Nên là các mọi người cứ theo dõi các bước. Có gì thì mình sẽ nhắc lại, luộc gà này, với hành, với gừng này. Đây là tráng trứng thì sẽ dùng giấy ăn để lau một lớp thật là mỏng ở trên. Nóng chưa? Xem chảo nóng. Nóng, con đang để số 2, bây giờ mẹ muốn để số mấy? Số nóng. Số 5 nhá. Đây, chảo đã nóng rồi. Thế mẹ làm gì nào? Con để số 6, số 7 cho mẹ đi. 7, từ nhầm bếp. Đây, 7 đây, rồi. Rồi. Từ để nó nóng lên. Nóng chưa? Rồi, nóng rồi. Ôi, chưa. Thế mẹ cứ làm một lớp trước, xé nháp đi. Cái này nó miết vào đây nó sẽ thành mét hơn. Sao? Muốn nói gì? Không phải bếp nhà mình đâm là nhiều cái hơi lúng túng. Thì đấy, rõ ràng mình về nhà mình ở Hà Nội thì cũng không phải bếp của mình nữa. Nên mình cũng rất lúng túng, nên là về đấy thì mình cũng chẳng có ăn gì. Lần nào về Hà Nội thì cũng bảo là muốn nấu mẹ cái gì đấy nhưng mà cũng không quen bếp ấy. Nên là về Hà Nội thì mình thường là để cho mẹ mình phục vụ rất là sướng. Bởi vì trong này mình nấu quá nhiều. Về Hà Nội là không phải nấu cái gì hết, rất mình sướng. Đi chơi sướng hơn đúng không? Đi chơi thì con ở nhà, con... Trời ơi, mẹ mình như này nhá, có nghĩa là đợt đầu hồi mà mình còn trẻ hơn, tầm 24, 25 tuổi ấy, thì về Hà Nội mình đi chơi rất là nhiều. Mình không ở nhà mấy. Xong rồi đến lúc mà lớn hơn khoảng 3 năm trở lại đây con có đi đâu. Con ở nhà đến khi mà mẹ mình phát ngán lên rồi thì lại bảo mình, thì vẫn kêu là con đi chơi lúc nào. Mẹ lúc nào cũng thích con ở nhà khi con về. Khiếp, xong rồi ở nhà đến hoặc lúc là mà... đi chơi với mẹ. Hơi kỷ tí. Mà có một điểm là mình luôn luôn mong mẹ mình là phải mẹ mình phải tự đi chơi nhiều hơn. Chứ bây giờ cứ bắt mình ở nhà suốt ngày. Mẹ mình là một người mà kiểu... Đúng mà, tại vì là cả năm mới gặp nhau một lần mà. Còn dịp Tết thôi, còn ngày thường mấy khi con về đâu. Ôi, để nhắc chuyện ngày xưa. Một trong những chuyện ngày xưa mình cũng thấy rất kinh khủng. Là có một đợt mình thi đại học. 2 giờ sáng, mẹ mình gõ cửa phòng mình, ngồi trên đầu giường của mình. Ngồi khóc, bảo là bây giờ mày có định thi nghiêm túc hay không? Tao lo quá. Xong cuối cùng là 2 giờ sáng mình dậy mình học tiếp. Rất kinh khủng mọi người ạ. Đây là một người mẹ rất ép học, ép rất rất kinh. Kiểu ngày xưa ngồi trong phòng xong kiểu đăng, kiểu nhiều lúc chán xong rồi nằm dưới sàn, áp tai dưới sàn. Mình áp tai dưới sàn bởi vì là mình thấy mỗi lần mình nghe thấy tiếng chân của mẹ mình đi lên hành lang, mình lại nhảy bật dậy, mình ngồi vào bàn, ôi đang ngồi học, sợ kinh khủng luôn, ngoài sẽ ép học kinh khủng cực kỳ luôn. Tại sao ép học ghê thế? Thời buổi bây giờ mà không học ấy thì sẽ làm những công việc khá là vất vả đúng không? Thì cũng đúng, nhưng mà gì mà đến mức 2 giờ sáng rồi khóc lóc bắt học. Đấy, hồi đấy thì thấy rất là kinh, nói đấy thôi. Chứ bây giờ thấy kiểu cũng học giỏi phết. Cũng được. Bây giờ học cái gì cũng nhanh. Nói chung là rất là thích học. Với chăm học. Ngày xưa... Và học thuộc lòng rất nhanh. Khiếp, học thuộc lòng rất nhanh. Nghe chả tự hào, người ta thông minh. Người ta thông có không phải học thuộc lòng nhanh mà con là con thông minh. Ngày xưa là... Lúc nào mẹ làm cả ngày có khi rất là mệt rồi nhưng vẫn bắt mẹ kiểm tra bài. Ngày xưa là kiểu mẹ ngày xưa là đến tận cấp 3 vẫn kiểm tra mình học thuộc lòng. Sử này, địa này các thứ, xong rồi kiểu mình đưa cái đoạn học ra, xong bắt ngồi kiểm tra, mẹ đọc sách, mình nói đọc lại xem có đúng hay không. Đấy, ngày xưa toàn bắt kiểm tra thế. Nhưng là cũng kinh. Nghĩ lại cái hành trình mẹ mình nuôi mình như này, xong rồi nghĩ sau giả sử sau này, nếu mà sau này mình có con nó nuôi theo kiểu mẹ mình thì mệt lắm. Nên sợ lắm. Sợ nhưng mà cuối cùng là cũng là tốt chứ có cái gì là không tốt đâu đúng không? Con gà được chưa?
mẹ để nó chổng đít lên này, nó chết đuối rồi. Không, bây giờ nó dại, nó dai nhách ra thì à, nó bở ra thì con bở con bắt đền mẹ. Gà con mua ngon đấy. Ra chợ mua con khác về luộc nhá. Không. Chết bây giờ kiểu quảng cáo ở trên kênh này cả bao nhiêu năm là mẹ mình nấu ăn đỉnh lắm. Rồi, xong bây giờ luộc con gà bở thì thôi. Bớt ra đi con. Bye bye. Bớt ra không để ra gió cho nó nguội. Sợ quá phải bớt gà ra. Đây đây, đợi con lấy cái kẹp cho con đi. Nợ chảo nóng lắm à. Mình ở nhà mình cũng hay gọi mẹ mình là chị. Kiểu chị mẹ ấy. Thích gọi bằng chị hay thích gọi bằng mẹ nào? Lấy gì? Nên mẹ thích con gọi mẹ bằng chị hay gọi bằng mẹ nào? Gọi chị cho trẻ. Nhìn nhìn giống chị em trẻ. Trẻ không? Rau trẻ. Sao khổ thế? Đưa mẹ gắp cho. Đấy, con gắp được. Dốc nó xuống cho nó chảy nước á. Đấy, để yên. Ôi dồi, thôi. Để yên. Nước nó chảy ngược để vào tay bỏng bây giờ. Rồi, bây giờ để nó nguội đúng không ạ? Ừ. Con để chỗ gió cho nó nguội. Còn cái gan với tiết thì sao? À, nhầm lòng mề, cái gì? Lòng mề với cả tim với tiết, vớt không? Mẹ. Chín chưa? Chín rồi. Chín thì vớt thôi. À rồi chết rồi, còn quên giò. Giò có ạ, chưa cắt thôi, để con lấy giò. Giò miếng hay là giò sống? Giò lụa. Hôm nay đi chợ chỉ mua được giò không xịn lắm. Nhặt hành mới giam đi con. Không xịn lắm. Thôi thế được rồi. Giò này là giò siêu thị này. Bình thường là kiểu ăn ngon là con bề vẽ là con mua giò phải Sài lá Gòn chuối. Sài Gòn có hàng giò gì châu ấy nhỉ? Giò Minh Châu, giò chả Minh Châu. Đấy, vừa vào chơi có tí mà biết luôn giò chả Minh Châu. Bây giờ cho tôm khô nhá. Rồi, cho tôm khô nhưng mà bình thường con hay giã hay con cho vào trong không, cái... Không, con giã là nó bị đục nước đấy. Nhưng mà con cho vào trong cái túi lọc ấy. Không, con cứ cho thẳng vào chả sao. Mực, đúng không ạ? Phai hết ra rằng có mùi thơm. Nhưng mà đây là cái kiểu nấu của mẹ mình thì sẽ làm cho cái nước nó cháy cháy mẹ ơi. Mình sẽ làm cho cái nước nó sạch hơn. Wow. Có nghĩa là mình sẽ cho tất cả những cái này vào túi. Thì khi mà múc ấy thì mình không phải tránh cái tôm với cả thịt này. Nó sẽ ở dưới đáy nồi không? Rồi, mẹ luôn đúng. Ok. Đây là cách nấu cổ truyền. Rồi ok, mẹ luôn đúng, đồng ý. Bây giờ là rau hành và rau răm. Con rửa được chưa? Mẹ cho con làm cái đấy, con ghét sao rửa rau đấy. Làm được cái này không? Làm được, trời ơi. Cái này thì mình làm quá quen rồi. Đấy, cho mẹ làm những việc mình không thích. Phải đổ ngay cái trứng dư ra nhé, để cho trứng nó thật là mỏng. Trứng càng mỏng thì thể hiện cái tài nghệ của người tráng trứng càng cao. Và sau đó để thêm một chút nữa cho nó tự, đến lúc mà nó giòn giòn nó tự róc ra khỏi chảo chống dính là xong. Nói chung là các bạn này của mình hơi dày này, mẹ mình làm mỏng như này này, các bạn nhìn này. Đây, mình lấy một lớp lên cho bạn xem. Mỏng và ánh sáng nó sẽ xuyên qua. Ơ thế bố đâu mẹ? Bố hôm nay ở nhà. Ơ thế bố không ăn à? Chắc là gọi thì bố sẽ đến. Nói thế bảo bố phải bảo đi có việc với bác. Thế à? Nhưng mà bố bảo là giờ nấu xong đi rồi có gì bố qua. Đấy, bố mình bảo qua đây phụ nấu sẽ chắc là thấy kiểu nghe nấu nướng thế là chán, trốn đi với bác luôn. Mẹ phụ là đủ rồi, bố phụ là làm giám khảo. Đấy, lần này mỏng hơn rồi nè. Công nhận là khi mà có rượu ấy, cái hơi nước nó sẽ bay lên rất là nhanh. Và nó sẽ làm cho cái lớp trứng nó mỏng hơn. Sao bây giờ phỏng vấn, trải nghiệm của chị khi ở trong căn bếp rất hiện đại như này, chị cảm giác sao? Cũng rất là tiện nghi nhưng mà cũng bỡ ngỡ vì nhiều đồ không biết nó ở đâu. Thì con đã bảo là con sẽ tìm hết cho mẹ rồi mà mẹ phải lo đâu. Ô, Bi đâu mẹ? Bi ở nhà. Bi là em trai mình. Bi ở nhà. Sao Bi không sang đây phụ giúp nấu ăn? Lúc mẹ đi nó vẫn còn đang tắm. Đấy chưa? Con trai út là không phải làm gì hết. Mình đã bảo là da re rồi mà cứ cãi. Nhờ? Da re không? Re là re thế nào? Mẹ nghĩ là ngày xưa mẹ biết nấu nhiều món như thế là vì hồi ở bên Nga thèm đồ Việt, xong rồi phải tự nấu nhiều món thì biết nấu nhiều món hơn không? Đúng rồi. Chứ còn phải tự nấu hết. Chứ còn con thấy là nếu mà kiểu mình cứ ở sống trong một cái môi trường thoải mái của mình không rời ra khỏi nhà, và khi mình chả bao giờ mình nấu ăn. Nếu mà mình cứ luôn luôn ở Hà Nội, đồ ăn mọi thứ nó sẵn như thế, mình cũng chả bao giờ mình cố mình phải nấu nhiều món như thế. Không phải, nếu mà mình vẫn ở chung với bố mẹ thì khả năng nấu ăn sẽ ít, tùy có mẹ nấu cho.
Hoặc là con thấy cũng chẳng cần ở chung với bố mẹ mà con cứ ở Hà Nội ấy, thì con thấy rằng là ra đường một phát là con đầy món con thích rồi. Ừ. Con chả phải việc gì, con phải nấu làm gì, chỉ chả... Toàn những món khoái khẩu đúng không? Đúng, mà cũng không tốn tiền ấy. Kiểu chỉ cần không đắt. Ừ, chỉ cần trả một ít tiền là mình được nguyên một bát bún bát phở mình ưa thích rồi. Rồi. Mình chả việc gì phải... Ở Hà Nội sáng ra là ít khi nấu ăn sáng. À, hôm nay con còn chuẩn bị cho mẹ một thứ trước khi kết thúc nấu ăn. Bởi vì là đợt trước Tết ấy thì con đã soạn ra rồi mà mang về con quên mất, hôm đấy con về Tết vội quá. Đây là mang hộp về cho mẹ đây. Đây là những cái hộp nhựa mà con đã dùng một thời gian, nhưng mà bây giờ con có những cái hộp mới. Thì bây giờ mẹ dùng tiếp những cái hộp cũ của con, vì cái hộp này dùng rất là lâu. Nó rất là bền ấy. Nên là mẹ cầm về Hà Nội nhá. Cho lên kho để khi nào có cái nhà thứ hai ở Sài Gòn thì sẽ dùng. Mẹ sao nhà ở Sài Gòn làm gì? Nói chung là mình rất quý mẹ mình, nhưng mà quý kiểu mẹ Hà Nội, mẹ vào Sài Gòn. Ôi dồi, sao mà cứ sợ mẹ vào Sài Gòn thế nhỉ? Bởi vì là mẹ mình nhiều ý kiến lắm, nên là kiểu ý kiến từ xa thì mình thấy ok ý kiến. Mà định mua nhà cách nhà mình có 1 cây, 2 cây số ấy, kiểu gần quá. Mẹ có cầm hộp về Hà Nội không? Thì mẹ tính. Con có một cái nồi áp suất với cả một cái... hộp mẹ cầm về. Ừ. Mẹ nó xuất điện được trước con cho mẹ không dùng còn ok không? Nó bị hỏng cái van này. Van ấy hả? Ừ. Mẹ dùng đồ là mẹ phải dùng đồ kỹ, bởi vì rất nhiều lần mua đồ nó thôi. Cái lò xo ở trong van ấy, mình nấu nó bật cái lò xo ra. Và có một điểm phê bình là cách đây 3 năm mua cho cái máy rửa bát mà rất ít dùng. Nhà ít người, ăn xong có 3 người ăn xong rồi cho vào máy thì lích kích. Rửa tay nhanh vèo phát xong luôn. Đâu, rửa máy vừa sạch vừa nhanh hơn. Và bây giờ mẹ sẽ bỏ gì vào đây? Cho mẹ cái muôi để mẹ ngâm nấm hương. Sao lại vẫn ngâm nữa là sao ạ? Là con tưởng mẹ đổ thẳng nấm hương vào trong đấy. Không. Có bí quyết. Cái này mình không biết này. Tí nữa cho thêm, cho xương gà vào cho thêm. À bây giờ phải lọc gà nữa. Ui, bình thường là mình sợ nhất lọc gà. Ngâm bằng nước này cho nấm hương nó ngấm nước đồ gà vào. À, rồi ok, lần lấy cái lớp mỡ ở trên nữa. Ừ. Còn bây giờ mình sẽ phải tiếp tục công việc là mình vắt vắt củ cải. Củ cải này phải vắt, mẹ vắt mấy lần rồi. Đây mình sẽ vắt cho bớt muối đi, bởi vì củ cải này mặn thật. Các con chỉ còn đúng nửa củ hành tây trong tủ lạnh. Ok không? Okay. Tiết kiệm đúng không? Cho lấy một tí nước ngọt của... Rồi đây. Để con tiết kiệm cho con không hề lãng phí, không bỏ củ nửa củ hành tây đi. Đây là nước nấm hương cho vào cho thơm này. Nhưng mà nước này còn sạch, có sạch không? Sạch, rửa rồi. Mẹ rửa rồi đúng không? Ừ. Ok, bây giờ mẹ thái giò. Rau xong rồi. Bây giờ thái giò và lọc gà nữa là xong. Không, cái này hết mạng chưa, vắt kiệt đi cho mẹ đi. Đâu, cứ ngâm thêm đi, con có thêm thời gian mà, cứ ngâm thêm phải. Đi. Phải. Nhạt rồi. Nhạt rồi đúng không? Ừ. Nấu ăn mà bếp bẩn rất khó chịu. Đấy, trứng mỏng như tờ... Cái gì? Gọi là tờ gì? Như tờ giấy, tờ bulia. Bulia là tờ gì? Là một cái loại giấy rất là mỏng. Đấy, toàn những từ lạ thôi. Tiếc là hôm nay giò lụa không mua được giò như trông. Con thử hộ mẹ cái nước kia nó... Chắc chắn nước kia nhạt đấy, con chưa nên mình đã nêm mấy đâu, chưa nêm nước cho, mắm. Cho nước mắm vào đi để ngâm cái nấm hương với củ cải nó thơm. Cho tương đối thôi. Ok, với cái này nước mình sẽ cho khoảng... Thôi con, thế thôi. Ba thì... Ui dồi ôi. Con nêm nếm là theo kiểu tổ tiên mách bảo, khi nào bảo đủ là đủ, cũng chả nhớ là bao nhiêu thìa. Nhạt lắm. Sao bây giờ mẹ nêm mặn hay là nêm nhạt nào? Nêm vừa chưa? Tức là không, chưa cần chính xác nhưng mà nó cũng phải đậm đậm một chút. Ok. Xong rồi sao ạ? Đun đi xong rồi múc 2-3 thìa vào cái củ cải này cho nó ngấm cái nước dùng. À là mẹ ngâm củ cải này bằng cái nước dùng thì con phải vắt kiệt nữa để cho nó hút cái nước tốt hơn. Ừ. Sao mẹ thấy độ cao của bếp này ok không? Bởi vì ở nhà cũ con ấy con làm bếp cao hơn. Nên là kiểu... Này là vừa tầm. Những kiểu người không quá cao như chị Mai kiểu là hơi bị mỏi vai. Ừ. Nên đến đợt này là con làm vừa này ok đúng không? Ừ. Hơi nhiều trứng không? Không. Đây, bây giờ mình sẽ thể theo nguyện vọng mẹ mình lấy nước luộc gà cùng với mỡ gà ở trên ngâm vào củ cải. Thì ngâm mấy lần nữa? Nước luộc gà đây, rất thơm. Bây giờ con lại chát cái nước nấm hương này vào cái nồi xong rồi lại múc cái mới vào.
Cầu kỳ vậy. Vài lần như thế. Lần đầu tiên mình biết đến kỹ thuật này đấy. Thứ nhất là nó chín, cái đấy không phải chín bằng đun. Nó chín chậm đúng không? Nó chín bằng nhiệt vừa vừa. Và cái thứ hai là nó sẽ ngấm gia vị nó ngon hơn. Ui, giò gì mà kỳ cục vậy? Đây là giò công nghiệp đấy ạ. Nên là cái này là hôm nay là sai nhất đấy, nhưng mà thôi chịu khó. Xong rồi tí nữa nước củ cải ra thì mình lại đổ vào. Cũng lại như nấm hương ấy. Nhưng mẹ chắc là củ cải đủ nhạt trong đấy, sợ mặn nổi nước ấy. Còn lọc gà nữa thôi là xong nhỉ? Đúng rồi. Lọc gà là con sợ nhất đấy. Nói chung là trong tất cả những cái mà mình đã học từ mẹ mình thì có lẽ là còn sót kỹ năng lọc gà. Nên là hôm nay thì sẽ được mục sở thị. Kìa, đấy. Đây, nhìn chị lọc gà kìa. Đấy. Đây, quên mất nước sôi. Đây. Cho hạ nhiệt xuống đi. Đây, chết rồi, sôi to quá. Sôi to là đục hết nước ấy. Đây, rất sorry, quên mất. Mẹ mình đang lọc gà thì trong lúc mà mẹ mình lọc gà ấy, thì mình sẽ cho xá sùng vào. Đây là bí quyết nấu ăn. Đấy, xá sùng phải rửa ngấp đã chứ con, đừng cho thẳng như thế. Đây. Hai con thôi. Thế thêm một con nữa đi. Ba con rồi. Bốn con, một con nữa. Con nhiều quá. Không sao, nhà người ta đầy đủ đồ thế. Mẹ nhìn này, nhìn đủ đồ khô này, hoành tráng chưa? Như siêu thị đúng không? Hoành tráng chưa? Xá sùng thì người ta phơi thì người ta đúng bảo rồi. Là người ta làm sạch rồi. Sạch thì nó vẫn có bụi mà. Bây giờ sẽ ninh cái này cho khi xá sùng ra mùi. Nhưng mà con cảm giác là nước chưa đủ với mùi khắm khắm ấy. Thì mới đun đã đủ thời gian đâu. Thì phải để tôm và mực nó ra nữa đúng không? Ừ. Gà bây giờ mẹ chỉ cách lọc gà nào, nhanh nào. Đầu tiên là mình tách hai cái cánh ra. Cắt cái đầu, cắt cái cánh. Cắt cái đầu rời ra xong bắt đầu tách hai cái cánh với hai cái đùi ra. Thế mẹ không cần phải dùng dao chặt à? Không. Là mẹ sẽ liệng cái đùi này ra xong bẻ cái khớp của nó. Ừ. Gà hôm nay chín vừa chưa? Vừa chín tới. Không đỏ đúng không? Không đỏ. Đấy. Mà nhìn rất mọng, con này ngon không? Ngon, được. Nhưng mà có những chỗ mà người ta luộc con gà vàng ươm. Đúng rồi, đấy con gà đấy là con gà chân vàng đấy. Con phải chân vàng, con chân đen thì nó sẽ không vàng như thế. Ừ. Đấy rất là racist, kỳ thị. Gà phải chân vàng, chân đen. Ngày xưa mẹ mình làm đồ Tết xong còn có gà gì nhỉ? Gà chân cô tấm là như nào? Là gà gì, chân bé xíu. Là chân càng bé lại càng ngon nữa. Đúng, giống gà gì. Có nghĩa là chân bé. Phải bé và phải vàng. Ừ. Còn đen mà to thì là gà thổ phỉ. là gà không sang hả? Rồi ok, nhìn nhận. Chân cô tấm là gà. Mẹ lọc gà là mẹ bóc bằng tay đây, rồi mẹ cắt thịt. Bao giờ nó thái thịt nó tách ra thì mình thái thôi. Thế còn con tưởng là miếng nó phải kiểu đều chằn chặn ấy. Thì mình phải tách thịt ra thì mình mới thái đều được chứ. À, nói là phải bóc từng cái miếng ra, ví dụ như khỏi cái xương ướp này mình bóc bằng tay. Ừ. Lấy được cái phao câu. Ừ. Bố là thích ăn phao câu chứ, trên nhà này chả ai ăn được phao câu. Bây giờ bố cũng không ăn ạ. Không ăn nữa ạ. Ừ. Xương này thì sao? Là xử lý là cho vào ninh tiếp để lấy nước. Tái chế. Ôi dồi ok. Oh. Nhưng mà chỉ là cái xương ấy chứ còn mấy cái xương đùi này thì đâu có nhiều nước đâu đúng không? Ngon chứ, xương đùi là nó như xương ống của lợn ấy. Vậy là vỡ tủy ra thế thì nó mới ngọt. Đục nước chứ. Không. Lại thêm một kỹ năng nữa mà mình không biết mọi người ạ, là đập vỡ cái xương ống, cái xương chân của gà ra. Đấy, vỡ tủy ra như này, thế này. Để bỏ vào nồi nước để lấy nước ngọt. Nói chung là không mất đi đâu cái gì. Siêu tiết kiệm. Bây giờ là gà đã ra hết, chắc là thái thịt thôi. Hôm nay phải thừa nhận rằng là cái buổi nấu ăn mà mình thấy nhàn nhất các bạn ạ. Các bạn thấy không? Sạch sẽ đầy đủ các thứ rồi, bún thang. Là gì? Nó là như thang thuốc. Là bốc thuốc. Mẹ mình vẫn đang dọn dừa. Đây có các bốc các vị thuốc ở đây, có thịt này, có tiết này, có nấm này, có củ cải này, có rau này, có trứng này, có giò này. Đây bốc thuốc, bún thì mình đang chờ sẵn ở đây để mình trụng. Và nói chung là rất là sạch sẽ gọn gàng. Chưa bao giờ mình nấu mà kiểu trong tâm trạng mà thoải mái và sạch sẽ gọn gàng như thế này. Bây giờ mình đang đun nồi nước này thì bắt đầu sẽ trần bún và sẽ bắt đầu bốc bún ra để ăn nha các mọi người. Và mình đang chờ em trai mình tới để ăn cùng. Còn bố mình thì hôm nay bận đi công việc với bác rồi nên là sẽ không tham dự buổi ăn ngày hôm nay. Rất là tiếc khi mà không có bố tham dự. Nhưng mà thôi, có chị mẹ đại diện ở đây là được rồi. Và bây giờ thì em mình đã tới và bây giờ mẹ sẽ bốc thuốc nào, làm bữa ăn nào.
Con đây bỏ cả cái kia đi. Cái gì mẹ? Cái túi kia kìa. Túi nào? Túi bún này này. À, ok. Con ăn ít bún nha. Rất ít ý. Hầu như không ăn ý. Hiểu không? Bát to thế. Bát to là bởi vì là bát to ăn sẽ không bị vãi ra. Con thích mua bát to, không mua bát nhỏ. Bát đĩa phải to thì đồ ăn nó mới nhìn nó mới thoáng đạt được. Đó, con tưởng là lấy nước chấn bún cho vào bát để cho nó ấm lên. Ấm cái bát lên. Hả? Khi mà mùa đông ngoài Hà Nội lạnh thì người ta mới phải làm như thế. À rồi, ok. Ừ nhỉ. Nhưng mà con vẫn thích ăn bát bún là cái gì nó phải nóng hổi. Để con lấy cái kẹp. Hôm nay mình sẽ chọn bàn. 1, 2, 3, 4. Đây, mình sẽ giúp mẹ mình gấp đồ ăn. Mẹ ăn tiết không này? Giò này. Trứng này. Mình thì xem mình mê món trứng này lắm. Bát của mình cũng thành nhiều trứng nhất. Này củ cải nó đậm mỡ. Nhiều quá ít thôi con. Ít củ cải đúng không? Nhưng mà củ cải nó đậm mỡ bỏ vào mẹ này. À, mỡ gà nhầm. Nấm hương là mình cho vào nồi hay là mình lấy từ đây ạ? Cắt từ đấy đi. Đấy. Đây, một tô nó sẽ như này. Xong mình sẽ làm tiếp tục các tô khác rồi chan nước. Cà pháo muối ớt thơm ngon. Ta-da! Bà đã nấu ăn xong rồi mọi người ơi. Bây giờ thì cả nhà sẽ ăn. Nhưng mà trước khi ăn thì mình sẽ có một vài đôi lời. Thì đầu tiên là ăn cái này thì mẹ ăn với cả chanh hay với tỏi? À, chanh hay với giấm tỏi? Mẹ thích ăn chanh hơn. Nhưng mà có ăn giấm tỏi được không? Được. Thế ớt, quả hay tương ớt? Ớt, quả sẽ tốt hơn. Ớt quả ngon hơn hả? À? À, vừa nãy mẹ nếm nước mặn rồi đúng không? Con chưa nếm lại. Vừa rồi. Bây giờ sẽ cho một thìa mắm tôm, bây giờ Bi cũng ăn đi. Mời cả nhà. Mọi người sẽ ăn một vài miếng trước, sau đó thì chúng ta sẽ kết video để xem cái này nó như thế nào. Con thì con quen ăn giấm tỏi. Thì lúc nào cũng có một lọ giấm tỏi trong nhà. Rồi Bi, ăn thử xem hôm nay mẹ nấu là chính xem như nào. Cái đấy thì khác gì? Khác gì thì bình thường là mẹ. Bình thường là mẹ nấu ở nhà của mẹ, ở bếp của mẹ, hôm nay mẹ nấu ở bếp. Mẹ ai bốc thiếu trứng. Ôi, bốc thiếu trứng ạ. Thế là con bốc cái đây này. Quên mất đây. Rồi. Bây giờ mẹ ăn, đâu Bi ăn thử trước đi. Reaction. Nào ăn thử đi xem nào. Bình thường là mẹ nấu ở nhà của mẹ sẽ khác. Okay. Bỏ mắm tôm nhá. Bỏ lên. Sao? Con nói chung là mẹ mình nấu thì lúc nào cũng thể cảm thấy bị nhạt. Nhưng là lúc nào cũng sẽ đậm mà. Thế à, anh phải cho thêm hai thìa mắm tôm. Thế là sao, vị hôm nay sao? Ổn định như mọi khi. Ổn định như mọi khi. Sao thường nào ta ăn mẹ kiệm lời khen ấy nhỉ? Ôi, nghĩa là ổn định, là ngon đấy. Hôm nay mẹ nói trên video là mẹ yêu to hơn đấy. Biết mà. Có gì là lạ đâu. Biết mà. Ổn mà. Ổn không? Ổn. Ổn. Đi con. À, khi nào mày có, khi nào là Bi có nhà to thì mẹ yêu. Con đừng yêu con nữa. đừng yêu chứ. Sao mẹ ăn thử xem nào, con đưa con sẽ ăn của con xem. Ngon. Nước rất là ngọt. Ngọt ngày hôm nay là có cả ngọt thịt và ngọt cả củ hành tây. Rõ là mẹ cho nhiều gà ức, bởi vì biết mình ăn kiêng rất nhiều gà ức. Nếu mà có gà đùi sẽ ngon hơn. Nhưng mà phải ăn kiêng thì phải ăn ức gà. Bi hôm nay ăn gà đùi ngon hơn. Thế nấu ở đây với cả nấu ở nhà mình vị như nhau, không khác gì. Quan trọng là kỹ năng. Quan trọng kỹ năng rồi. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình nấu ăn cùng mẹ mình ngày hôm nay. Và bây giờ thì mình xin phép cả nhà mình sẽ có thời gian ăn trưa với nhau. Và đây là món bún thang, món mà mẹ mình mê nhất ở Hà Nội và sẵn sàng tự tin nhất để chia sẻ với mọi người. Hy vọng rằng là mọi người xem video ngày hôm nay có thể nấu ăn theo mẹ con mình. Và nếu mọi người thích video này thì hãy like và subscribe kênh. Bởi vì mình sẽ trở lại vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần nếu mà mình chăm chỉ. Và mình sẽ chăm chỉ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Còn tạm biệt cả nhà mình, chào mọi người nhé. Bye bye.